ta đang sống ở giữa cõi đời du vòng, thì trong lòng sao lại thiếu đức tin, là con Chúa Trời mình như thế anh em. Hãy mở rộng tay dìu qua cơn khốn khó, hỏi những ai còn đam mê dục vọng thấp hèn trong bóng tối, mau cầu nguyện tránh xa loài quỷ ác cho thân xác an nhàn. Dây trà trà dây ôi lặng quẩn nhọc nhằn, nỗi khổ đau cứ triền miên chồng chất vì chuối đạo lìa đời than bà. Một kiếp người nơi cõi thế mong manh, tất cả chúng sanh cũng chỉ là cát bụi. Hãy nhớ mười điều Đức Chúa dạy rằng, rèn luyện cái tâm để hiểu điều sai trái. Hồn bị sắp chiếm bởi những chiều nặng lo âu phiền não ê chề, không cách nào bằng chọn con đường chân lý, không chơi vơi hùng hận là nẻo sáng Chúa đi. Những vui buồn chợt đến chợt đi, ta hướng về ngài với tinh thần mơ rộng, về nước Chúa đời đời vinh hiền, trả xác thân này về các mũi mà vui. Suy đổi miên tính tâm quay về bên Chúa Trời yêu thương, hòa nhịp dòng thông công sáng danh cha ước nguyện, đường tối tâm nẻo ngay quay về thầm sâu quán sầu, nhờ hậu quán với bao quyền năng. Chỉ có lòng hy sinh vô tận của Chúa Giêsu cứu con người tôi. Chỉ có Ngài mới
bày tỏ nỗi tình yêu của Đức Chúa Cha với nhân loại xa chân cuộc sống suy đồi. Hãy gạt bỏ những triệu nặng mặc cảm ở tâm hồn. Đức Chúa Trời nơi vĩnh hằng tuyệt đối, tránh cho loài người trở thành tôi mỏi xa tăng. Ngài sáng lòng triệu mến khoan